Hello các bác sĩ. Năm nay là chúng ta bị Covid đúng không? Nhiều chuyện. Thành ra thầy trò mình chưa gặp được nhau. Thì tụi em đã chuẩn bị thi tốt nghiệp đến nơi rồi. Thì trong cái phần mà bài giảng thì tụi em vẫn còn thiếu cái bài nói về y học hạt nhân. Thì hôm nay thầy sẽ giảng về lại cái bài y học hạt nhân. Rất là tập trung, cô đọng ha. Những cái phần nào thầy nhắc chữ đỏ thì phải lưu ý. Nhưng mà trước khi tụi em lên YouTube thì tụi em sẽ nói lớp trưởng đưa thầy một cái email của lớp. Sau khi coi YouTube xong ấy, thì tôi sẽ bắn cho các em nguyên cái bài y học hạt nhân. Và trong sau y học hạt nhân thì tôi sẽ chuyển cho hàng loạt những cái bài khác liên quan đến toàn bộ chương trình chúng ta đã học để mà thi. Và cũng như thầy sẽ ôn tập cho lớp. Thì trong quá trình mà đi vào YouTube theo cái kênh của thầy ấy, thì em nhấn vô thêm cái phần gọi là đăng ký nhé, đăng ký để thầy biết ai vào ai học ha nhé. Thì hôm nay thầy giải cho tụi em về cái vấn đề là y học hạt nhân. Thì trước thầy đã nói cho các bác sĩ nghe rồi, trong chẩn đoán hình ảnh chúng ta thì có 5 chuyên ngành đúng không? X-quang, siêu âm, CT, MRI và y học hạt nhân. Thì X-quang, CT, MRI nó là hình ảnh học về hình thái. Còn y học hạt nhân nó là hình ảnh học về chức năng. Đứng về khía cạnh y học hạt nhân nó không hề mới nhưng mà lại cũng là rất mới. Thì ở đây chúng ta đi vào cái phần vật lý cơ bản. Vật lý cơ bản, khi các bác sĩ nắm được cái phần vật lý cơ bản rồi thì các bác sĩ sẽ có quyền đọc và mở rộng vấn đề thêm. Thì hôm nay thầy bắt đầu thì nói về cái vấn đề là cơ sở của vật lý y học hạt nhân. Thì cái phần mà 1.1 thì các bác sĩ nói về cái cấu trúc nguyên tử. Thì sau này bác sĩ chuyển mail thì thầy chuyển mail bài lại cho. Thì ở đây chúng ta biết rằng theo cái kiểu mà của cái ông Lenin ngày xưa mà ông ta nói nguyên tử là phần tử nhỏ nhất cấu tạo nên vật chất và không thể phân chia. Đó là những cái quan điểm của cái thế kỷ 19 ha. Nhưng còn bây giờ chúng ta đã thực sự đã biết rằng nguyên tử không phải là nhỏ nhất. Dưới nguyên tử thì còn rất là nhiều những chất nhỏ hơn. Thì ở đây chúng ta nói về một cái mẫu cơ bản của Rutherford, đó là nguyên tử gồm một điện tử, tức là các electron mang điện từ âm, và nó có khối lượng rất nhỏ không đáng kể với khối lượng cả nguyên tử. Ví dụ cái câu đó thầy nói thì sau này câu đó thầy có thể thầy ra đề trắc nghiệm, ok chưa nha. Rồi điện tử mang điện tích âm, tức electron á, di chuyển quanh một hạt nhân, và nhân của một nguyên tử nào đó có khối lượng hầu như bằng khối lượng cả nguyên tử, ok chưa. Nhân có kích thước nhỏ so với kích thước cả nguyên tử. Thì ở đây thầy đã cho những thông số, ví dụ như đường kính nguyên tử khoảng 10 lũy trừ 10 nanomet, đường kính nhân nguyên tử khoảng 10 trừ 14 nanomet, vân vân nha. Thì cái đó các bác sĩ học thêm. Thì ở đây những cái phần thầy có ghi đỏ sau này chuyển mail đọc. Thứ nhất, nhân nguyên tử nha, nhân hạt nhân ấy, có khối lượng hầu như bằng khối lượng của cả nguyên tử, một ý. Ý thứ hai, trong nhân có hai hạt cơ bản, đó là proton và neutron. Đây là trong hạt nhân nhé, và bên ngoài là cái electron. Thì chúng ta nhớ là cái proton và neutron, hai cái nguyên tố này cộng lại thì chính bằng hạt nhân mà người ta còn gọi là nucleon. Vậy nucleon chính là hạt nhân và hạt nhân chính là proton cộng neutron, ok chưa. Rồi thầy đã bôi đỏ ráng nhớ. Rồi vấn đề thứ hai là số proton trong hạt nhân bằng số thứ tự z của nguyên tố tương ứng trong bảng tuần hoàn Mendeleev. Thì thầy có giới thiệu lại cái bản Mendeleev nhưng mà các bác sĩ chịu khó đọc ha. Vì mà chúng ta vào YouTube thì trung bình thời lượng khoảng nửa tiếng 45 phút thôi nha. Thì đọc lại.
Và chúng ta nhớ tiếp một ý nữa, proton thì có khối lượng lớn hơn điện tử 1836 lần, tức là nó lớn hơn electron ha, gần 2000 lần. Và proton thì bao giờ cũng mang điện tích dương. Còn cái neutron thì nó là trung hòa điện tử và nó có khối lượng xấp xỉ với proton. Ok chưa? Vậy proton cộng neutron là hạt nhân và hạt nhân thì là trung hòa, proton mang điện tích dương. Ok. Rồi. Ngoài ra trong hạt nhân còn rất nhiều các cấu tử khác như neutrino, positron, bion, muon, gluon, lepton. Và bây giờ là người ta chứng minh là nó hơn 2000 hạt khác nhau. Nhưng các hạt này nó là cấu trúc không bền. Vậy chúng ta hay nói nhiều đến neutron và proton. Và những hạt này, nhiều hạt nó không nằm trong tự nhiên mà nó phải tồn tại qua một cái máy gia tốc. Các bác sĩ biết cái máy gia tốc ở Thụy Sĩ không? Nó nằm ở tầng hầm. Thì chúng ta bắn một cái lượng năng lượng cực mạnh thì nó sẽ đẻ ra hạt này. Có những hạt thì tồn tại 1/1000 giây. Để chúng ta biết. Thì ở dưới thầy đã giới thiệu cho các bạn là mô hình nguyên tử Bohr, Rutherford. Đây là một cái mô hình cổ điển. Nó một cái hình ellipse ha, ở giữa hạt nhân và các electron bay lượn chung quanh như vệ tinh, quỹ đạo là vệ tinh. Đấy là cái hình mô hình cổ điển. Ok, rồi. Và đây một ý bác sĩ phải nhớ này, trong nhân, trong hạt nhân nha, thì cái proton mang điện tích dương có thể chuyển hóa thành neutron và ngược lại, neutron có thể chuyển hóa thành proton. Khi hai cấu tử này chuyển hóa qua lại, chúng sẽ phát ra năng lượng và một cái tia gọi là tia gamma. Ok chưa? Ở dưới này thầy vẽ sơ đồ rồi. Proton khi biến qua thành neutron thì nó phải cộng thêm một cái đức năng lượng nào đó và phát ra tia gamma. Ngược lại, neutron muốn chuyển hóa thành proton thì nó phải mất đi năng lượng nào đó và nó cộng thêm một tia gamma. Ok. Thì trong lớp mà thầy hay đùa mà khi các bác sĩ mà ở bên Thái Lan ấy nó có cái dịch vụ là chuyển nam thành nữ, nữ thành nam ấy. Vậy là proton neutron giống như nam nữ, nữ có thể biến thành nam, nam có thể biến thành nữ. Ví dụ nam biến thành nữ thì nam phải cắt đi bộ phận sinh dục nam, đúng không? Đó là mất đi một cái và tác động vào một cái gamma, đó là phải dùng thuốc kích tố. Ngược lại, nữ muốn muốn thành nam thì nữ phải cộng thêm cái gì đó và cũng xài nội tiết tố. Vậy là nam biến thành nữ, nữ biến thành nam. Thì ở đây là proton biến thành neutron, neutron biến thành proton, tức là nó chuyển hóa còn lại và trong quá trình chuyển hóa nó phát ra một cái tia gọi là tia gamma. Ok rồi. Và chúng ta vừa mới nói là mỗi nhân nguyên tử có một số lượng proton nhất định. Và proton cộng với neutron bằng A. A chính là atom nguyên tử. Nó hay còn gọi là số khối. Số khối. Để biết được cấu tử chính có bền có trong nguyên tử, người ta hay dùng ký hiệu để biểu thị nguyên tử X nào đó. Các bác sĩ coi thầy nói. X bên tay trái, phía dưới là Z, phía trên là A. A chính là khối lượng của hạt nhân, chính là proton cộng neutron. Z chính là số thứ tự của nguyên tử trong bảng tuần hoàn Mendeleev và Z chính là số proton. Ở đây chúng ta có một cái ví dụ 2 heli 4. Thì ý muốn nói rằng là đây là nguyên tố heli 4 chính là A, số khối. 4 chính là bằng proton cộng neutron, có nghĩa là 2 proton cộng 2 neutron. Và hạt nhân có số thứ tự là 2. Ok, hay carbon 6, 14, có nghĩa là carbon có số khối là 16, tính bằng proton cộng neutron. Proton chính là 6, neutron chính là 8. Đấy là cái ký hiệu để sau này chúng ta đọc. Và sau đó qua một cái phần 1-2 thì nó rất đơn giản, đó là khái niệm đồng vị phóng xạ. Đồng vị phóng xạ là gì? Tức là các nguyên tử có cùng số nguyên tử Z
tức là số thứ tự, nhưng khác nhau về số khối hay khối lượng thì được gọi là đồng vị phóng xạ. Ok chưa? Rất là dễ nha. Ví dụ carbon có 3 đồng vị phóng xạ, carbon 12, 13, 14. Số khối là 6. Khác nhau số khối ha. Khác nhau số khối tức là khác nhau về 12, 13, 14, nhưng mà chúng ta đều có Z là 6. Ok nhé. 6C12, 6C13, 6C14. Vậy là nó giống nhau về số khối. Cùng Z, xin lỗi, cùng Z là 6, số thứ tự nhưng khác nhau một số khối 12, 13, 14 thì được gọi là đồng vị phóng xạ. Và lưu ý các đồng vị phóng xạ khác nhau về tính chất lý nhưng giống nhau về tính chất hóa. Thầy đánh máy là sai nhé. Các đồng vị khác nhau lý giống nhau về hóa. Ok. Mỗi một đồng vị phóng xạ có một đại lượng đặc trưng, đó là chu kỳ bán dã T1/2 hay thời gian bán hủy bán sinh. Ở đây các bác sĩ hiểu được cái T1/2 rồi, đó là vật lý lớp 12, đó là một thời gian để giảm đi một nửa lượng nguyên tử đồng vị phóng xạ để nó chuyển biến thành nguyên tố khác. Ok, thế thành ra chúng ta hay nghe nói trong khảo cổ học, chúng ta bảo cái cục gỗ này 1.000 năm, cái cục than đá kia 1.000.000 năm, đó là người ta dựa vào cái thời gian bán giã của đồng vị phóng xạ để xác định tuổi ha. Vậy là các bác sĩ có thêm một cái khái niệm nữa là khái niệm chu kỳ bán giã. Và ở đây thầy đã đưa hàng loạt ví dụ, bác sĩ cố gắng nghiên cứu ha. Rồi chúng ta quay lại các đồng vị phóng xạ cũng như không phóng xạ, chúng ta biết rồi có rất nhiều ứng dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, y học cũng như nghiên cứu khoa học. Ví dụ chúng ta dùng rất là nhiều đồng vị phóng xạ trong y khoa đang chữa bệnh như iốt 131. Rồi chúng ta dùng trong nông nghiệp như là trên Đà Lạt ha, chúng ta dùng những cái chất đồng vị phóng xạ chúng ta tác động vào những cây cối là chúng ta nghe nói là tăng trưởng gen gì đó, hoặc là do vấn đề chúng ta tác động vào chúng ta thay đổi cái gen của nó. Ok. Bây giờ các chúng ta qua tiếp 1/3, đó là hiện tượng phóng xạ. Thì ở đây các em sẽ nghe được cái vấn đề gọi là khái niệm phóng xạ. Vậy phóng xạ là gì? Phóng xạ là quá trình phân rã tự phát của một hạt nhân không bền vững. Quá trình phân rã này kèm theo tạo ra các hạt và có thể kèm theo các bức xạ điện tử. Hạt nhân tự phân rã gọi là hạt nhân mẹ, hạt nhân được tạo thành sau phân rã gọi là hạt nhân con. Đó là quá trình phóng xạ. Ok. Vậy hiện tượng phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân đồng vị này chuyển thành hạt nhân đồng vị khác. Thông qua đó nó phát ra những hạt alpha, beta, gamma và neutron. Đây là những ý và các bác sĩ chú ý có khi thầy hỏi thi. Và tính phóng xạ thì nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Một là tính bền vững, không bền vững của hạt nhân. Do số neutron quá thấp so với số proton hoặc neutron quá cao so với proton. Vậy ý muốn nói là gì? Trong một cái hạt nhân nguyên tử thì số neutron và số proton nó hài hòa với nhau thì nguyên tố đó gọi là bền vững. Ok chưa? Hai, quan hệ giữa khối lượng hạt nhân mẹ, tức là trước khi phân rã, và hạt nhân con sau phân rã và hạt được phát ra. Ở đây chúng ta nói về cái vấn đề một tính bền vững, không bền vững của hạt nhân thì thầy hay đùa mà, giống như trong gia đình là có vợ và chồng. Vợ và chồng thì hài hòa thì đấy gọi là gia đình bền vững. Vợ nóng tính quá hoặc chồng nóng tính quá thì gia đình nó tan vỡ. Thế nên hiểu chưa? Nó chính gọi là sự phân rã khi chồng và vợ không hài hòa. Hài hòa thì đây nó cũng giống như là trong cái vấn đề là tính phóng xạ là phụ thuộc neutron và proton. Khi mà hai yếu tố proton hoặc neutron không hài hòa thì nó sẽ tạo ra phóng xạ. Ok ha. Tự phân của chúng ta thêm khái niệm nữa là tự phân hạch, là quá trình hạt nhân của nguyên tử phóng xạ
có số khối lớn. Ở đây chúng ta thấy không, những cái nguyên tố như uranium nó sẽ tự vỡ ra thành các mảnh hạt nhân kèm theo sự xoát ra của các neutron và số hạt cơ bản khác. Thì chúng ta biết rồi, cái uranium là cái số A, số khối của nó là tới 235, rất là cao ha. Và chúng ta biết khi một cái khối lượng hao hụt nó sẽ chuyển hóa thành một năng lượng khổng lồ. Mà chúng ta nhớ cái công thức của Albert Einstein, E bằng mc bình phương, E là năng lượng thoát ra khi phân rã hạt nhân, m là khối lượng hao hụt và c là vận tốc ánh sáng. Chính vì vậy uranium chúng ta thấy không, họ chế tạo ra bom nguyên tử ha. Ok rồi. Năm 1896, nhà vật lý người Pháp là Henri Becquerel và sau đó là vợ là Marie Curie phát hiện ra các hợp chất phóng xạ uranium có khả năng phát ra những tia không nhìn thấy và đi xuyên qua các vật, thường được gọi là tia phóng xạ. Và khi chúng ta để uranium trong một cái từ trường hoặc trong một cái điện trường nào đó thì phóng xạ phát ra là 3 tia, tia alpha, tia beta và tia gamma. Ba cái tia này các bác sĩ đọc thêm. Và tia gamma chúng ta hay dùng trong chẩn đoán y khoa. Ok, rồi, nhớ đọc cho kỹ. Và hàng loạt những vấn đề khác thì các bác sĩ sẽ tự đọc. Ở đây thầy tóm lại là gì? Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử biến đổi thành hạt nhân nguyên tử khác. Trong phóng xạ thì chúng ta có phóng xạ tự nhiên và phóng xạ nhân tạo. Ok, phóng xạ tự nhiên là tự nhiên ở ngoài nó có và chúng ta thấy trong thiên nhiên rất là nhiều, ví dụ uranium. Còn phóng xạ nhân tạo là chúng ta phải đưa vào một cái máy gia tốc, bắn một cái chùm tia năng lượng cực cao thì chúng ta tạo ra gọi là phóng xạ nhân tạo. Một nhân nguyên tử có số proton cộng neutron thích hợp thì hạt nhân đó bền vững. Nếu proton hoặc neutron mà không thích hợp thì tức là hạt nhân không bền vững, lúc đó sẽ xảy ra hiện tượng phóng xạ. Mà phóng xạ bác sĩ biết rồi, nó sẽ phát ra ba tia alpha, gamma và beta cộng một cái năng lượng rất lớn ha. Ok rồi, ở đây chúng ta sẽ có thêm các đại lượng phóng xạ thì cái này bác sĩ đọc thêm ha. Ví dụ như Becquerel là gì, Curie là gì, Gray là gì, ok chưa, và Sievert là gì. Thì hiện nay chúng ta hay dùng đơn vị Sievert, tức là micro Sievert. Đây là tên một nhà vật lý Thụy Điển. Bác sĩ phải biết cái Sievert bởi vì nó đang dùng cho trong y khoa chúng ta. Khi các bác sĩ làm nghề hình ảnh, bác sĩ có một cái tấm phim đeo trước ngực để đo cái liều hấp thụ của đơn vị Sievert để xem vượt quá bao nhiêu micro Sievert thì bác sĩ sẽ phải nghỉ làm hình ảnh để tránh cái vấn đề ảnh hưởng đến chất phóng xạ. Ok ha. Vậy là chúng ta có những định nghĩa về đơn vị Sievert. Vậy bác sĩ sẽ đọc lại ha. Becquerel là gì? Ray là gì? Ha. Curie là gì? Và Sievert là gì? Nhưng tập trung chú ý vào Sievert bởi vì nó liên quan đến công việc hàng ngày của chúng ta. Và sau này là tôi giới thiệu hàng loạt những đơn vị đo lượng phóng xạ tính bằng công thức. Nhưng bác sĩ thấy không, có công thức mà nó đo ra nó dài bằng nửa cái bảng. Thành ra bác sĩ thích thì đọc thêm, không nhớ tôi cũng không có hỏi ha. Mà chú ý cho tôi là cái đơn vị Sievert. Ok chưa? Rồi. Và sau này tôi giới thiệu thêm, chúng ta có 3 dạng bức xạ alpha, beta, gamma. Và thầy đã vẽ công thức chứng minh. Các bác sĩ đọc và nghiên cứu theo bài giảng ha. Thầy không nói nữa. Ở đây thầy chỉ nhắc lại một số vấn đề. Thứ nhất là các đồng vị phóng xạ với tia gamma không dùng ghi hình trong y học hạt nhân vì gamma có năng lượng thấp, khả năng ion hóa cao, năng lượng suy giảm nhanh và đặc biệt nó xuyên vào trong mô chỉ vài mm. Ok chưa? Những cái đó để hỏi thì. Tương tự bức xạ beta là bức xạ ion hóa phát ra trong quá trình phân rã hạt nhân. Nó có beta âm và beta dương thì beta khả năng đâm xuyên hơn alpha nhưng cũng không dùng trong
chẩn đoán y khoa. Ok ha. Rồi. Rồi chúng ta đi qua một cái quan trọng, đó là tia gamma. Bức xạ gamma khả năng đâm xuyên mạnh, rất nguy hiểm, gây tổn thương cục bộ. Nhưng tia gamma xuyên sâu vào cơ thể. Chính vì vậy mà chúng ta đã dùng tia gamma trong chẩn đoán y khoa. Ví dụ như bác sĩ đã nghe những cái từ là gamma knife, đó là chúng ta dùng những con dao bằng tia gamma bắn vào trong não để điều trị những u não. Cũng như sau này gamma chúng ta được dùng trong ghi hình hạt nhân như trong PET CT chẳng hạn ha. Vậy là chúng ta chủ yếu là dùng gamma, còn alpha beta chúng ta không dùng trong ghi hình hạt nhân. Cũng như neutron rất nguy hiểm, thành ra chúng ta cũng không dùng. Rồi. Về chúng ta có thêm cái khái niệm, đó là nguồn phóng xạ. Thì chúng ta chia làm hai loại nguồn, đó là nguồn tự nhiên và nguồn nhân tạo ha. Nguồn tự nhiên và nguồn nhân tạo. Tức là nguồn tự nhiên nó có. Ví dụ như chúng ta nói là phong phóng xạ tự nhiên trong đất của thorium với thời gian bán giã là 1,39 nghìn năm, uranium 4,49 nghìn năm. Đấy là những cái phong phóng xạ trong tự nhiên. Rồi trong phóng xạ tự nhiên thì chúng ta còn có bức xạ vũ trụ, ví dụ như carbon 14 là 5.600 năm, heli là 12,3 năm, berium 53,28 ngày. Đó là những bức xạ vũ trụ. Và trong cơ thể người, trong quá trình những đường ăn uống, chúng ta có lượng bức xạ nhất định như uranium 238, thorium 232, kali 40, carbon 1. Như vậy để muốn nói là trong cơ thể chúng ta cũng có nguồn phóng xạ, nhưng nguồn phóng xạ không đáng kể. Vậy những bức xạ phong tự nhiên vũ trụ trong cơ thể nó gọi là tự nhiên. Và cái nguồn thứ hai đó là nguồn nhân tạo. Nguồn nhân tạo thì tóm lại bác sĩ biết rồi, là do chúng ta tạo ra trong những cái labo đúng không? Mà nguồn nhân tạo thì có là gọi là nguồn kín và nguồn hở. Nguồn kín là bọc được trong cái vỏ thép, vỏ chì. Ví dụ như là một cái vụ nổ của Chernobyl hoặc là của nhà máy ở Nhật, thì sau khi nổ ra chúng ta bọc nó lại trong một cái vỏ thép kín hoặc bằng chì ha. Còn hở là những cái là chúng ta dùng để cho mà sản xuất dưới dạng khí, dạng lỏng hay dạng bột. Ví dụ chúng ta dùng iốt 131 trong vấn đề là điều trị bưu giáp thì đấy là hở, hoặc là trong vấn đề chúng ta dùng PET CT FDG 18 đó là nguồn hở ha. Vậy là chúng ta có hai loại, tự nhiên và nhân tạo. Trong nhân tạo thì có hở và kín ha. Ok. Rồi. Và sau thầy đã minh họa cho bác sĩ nghe hàng loạt những cái hình alpha, beta, gamma với môi trường bên ngoài ha. Rồi. Rồi chúng ta đi qua một khái niệm nhanh nữa, đó là về an toàn bức xạ. Cái an toàn bức xạ này các bác sĩ phải học bởi vì nó liên quan đến nghề nghiệp chúng ta. Trong an toàn bức xạ thì thầy giới thiệu về cái bức xạ tự nhiên. Chúng ta biết giờ trong bức xạ tự nhiên thì có bức xạ với vũ trụ ở trên cao thì sẽ cao hơn mặt đất do không có khí quyển che chở. Người ta đã chứng minh ví dụ ở mặt biển thì chỉ là 0,2 microsievert một năm, nhưng ở độ cao 3.000 mét lại là 1 microsievert một năm. Ở càng cao thì độ phóng xạ nó càng nguy hiểm. Bởi vậy khi chúng ta lên những cái trạm mà Liên Hợp Quốc tế về vấn đề vũ trụ phi thuyền thì các nhân viên, các nhà phi hành gia đều phải mặc áo chì để chống che chắn, để chống nhiễm xạ. Ha, ok. Còn bức xạ đấy là bức xạ về nó về độ cao. Còn bức xạ mặt đất thì nhắc lại, trong đất đá có rất là nhiều các nguyên tố có phóng xạ. Có một số nơi đo rất cao, khoảng 0,35 microsievert một năm. Thì ở đây các bác sĩ sẽ lưu ý nó về chuyện phong thủy một tí. Phong thủy là cái quái gì? Phong thủy là cái chuyện mà chúng ta thấy cái nơi nào cây cối tốt tươi, nước chảy hiền hòa, cá mú nhiều thì đấy phong thủy tốt. Bởi vì ở đó là những nơi nó không có bức xạ. Còn những nơi đất đá khô cằn, cây mọc không nổi, đó là cái nơi
gọi là phong thủy không tốt và khả năng ở những nơi đó là bức xạ rất cao, con người ở thì bệnh tật, người ta phải trốn đi. Ok chưa? Và chúng ta nhớ là trong đất đá thì có các nguyên tố phóng xạ. Sau này tôi có đọc một cái bài báo hơi ngại ngại một tí, đó là nói về cái đá granite. Đá granite nó cũng có khả năng gọi là bức xạ khá cao, nhưng mà đo bao nhiêu thì họ không nói. Ok, rồi. Chúng ta tạm xong cái bức xạ tự nhiên. Bây giờ chúng ta qua bức xạ nhân tạo thì chúng ta có cái gì? Chúng ta đã có máy X-quang, máy CT là nó phát ra bức xạ. Các lò phản ứng hạt nhân trong PET-CT điều chế ra FDG18 phát ra bức xạ. Thì ở đây thầy chỉ cho một cái bảng nho nhỏ để bác sĩ hiểu để sau này lưu ý vấn đề chỉ định. Đó là so sánh bức xạ giữa X-quang thường quy và CT scan. Ví dụ chúng ta thấy không, chúng ta chụp một cái phim phổi tư thế thẳng thì cái liều mà bệnh nhân bị bức xạ hấp thu chỉ có 0,02 microsievert. Cột sống là 1.5, UVV là 3. Chụp đường tiêu hóa trên 6. Chúng ta uống Paris dạ dày là 8 ha. Nhưng mà chúng ta nhìn đi. Chụp một cái CT đầu là 2 và một cái CT ngực là 7 microsievert. Nếu bác sĩ nhìn lại đối chiếu thì rất dễ. Thấy không? Một cái CT ngực là liều bức xạ là 7 microsievert trong khi X-quang phổi chỉ 0,02. Vậy chúng ta hình dung nếu làm đơn vị so sánh thì khi chụp cái CT và một cái X-quang thì cái liều mà đơn vị microsievert nó phát ra là hơn 350 lần so với chụp X-quang tim phổi thẳng. Như vậy là sự nhiễm xạ rất là cao, để sau này các bác sĩ lưu ý vấn đề chỉ định giữa từng phương tiện cần thiết hay không cần thiết. Ok ha, thì mà nhớ. Hoặc là cái CT bụng là 8 microsievert. Để muốn nói rằng là chụp CT cơ thể bị hấp thu bức xạ rất là cao so với X quang thường. Cái chuyện đó bác sĩ đã biết rồi, chúng tôi đã cho nguồn ha. Nguồn trang dẫn ha. Rồi. Và bây giờ chúng ta đi nói thêm một cái phần mà bác sĩ nghe cho biết. Hệ thống bảo vệ an toàn phóng xạ theo ICRP International Commission on Radiology Protection. Rồi. Cái hội này thành lập 1928 để bảo vệ những người đi làm phóng xạ. Nhưng thực ra đến giờ này thì tôi không biết cái hội này là Việt Nam có tham gia hay không, tôi không biết. Nhưng mà những cái chuyện đi gắn máy phải bật đèn thì thế giới thế này, ô tô phải bật đèn thế kia, thế giới thế kia. Nhưng mà những cái ví dụ như cái này thì không biết Việt Nam có tham gia và có tham khảo thế giới hay không, không biết. Thì theo cái hiệp hội về an toàn phóng xạ thì với những người làm nghề phóng xạ như hình ảnh chúng ta thì người ta nói làm việc không quá 7 giờ một ngày. Có nghĩa là bác sĩ lâm sàng có thể làm 8 tiếng mà chúng ta làm chỉ 7 tiếng. Không làm việc quá 5 ngày một tuần, tức là lâm sàng làm việc phải 6 ngày, chúng ta làm việc chỉ 8 ngày. Và chúng ta phải nghỉ không dưới 1 tháng 1 năm. Tức là bây giờ theo hệ thống hành chánh chúng ta là nhân viên hành chánh công viên chức thì được nghỉ phép 14 ngày. Thì chúng ta phải được nghỉ trên 1 tháng. Ok chưa? Và ngày nghỉ phải ở nơi thoáng khí. Tôi đùa, Phú Quốc, Mũi Né hay là Côn Đảo. Thì những cái quy chuẩn này hình như chúng ta không tuân theo. Chúng ta vẫn bị làm 8 tiếng trực đêm 6 ngày, ngày tuần 7 ngày và nghỉ phép vẫn 14 ngày. Tóm lại là chúng ta chả đi theo một cái hiệp hội nào hết. Khi họ thích thì họ bắt chúng ta đi, là hiệp hội này nói thế này, nhưng không thích họ họ vờ. Thì các bác sĩ hãy đao cái này về đưa cho giám đốc đây, hãy coi quyền lợi chúng tôi ha. Và đặc biệt là cái quy định của ACRB 1950 là sao, với nhân viên phóng xạ là chúng ta được quyền nhiễm không quá 150 microsievert năm. Nhưng 5
1977 thì cho rằng không quá 50 microsievert một năm. Chính vì vậy các bác sĩ nhớ là tại sao làm X quang CT đặc biệt DSA lúc nào chúng ta cũng phải đeo cái bảng trước ngực để đo xem một tháng chúng ta nhiễm bao nhiêu microsievert, đúng không? Một năm bao nhiêu. Nhưng mà thầy nói cho các bác sĩ nghe, sau này về đo thì phải bắt những đơn vị nhận đo, dụ như là Trung tâm Nguyên tử Đà Lạt, Trung tâm Nguyên tử Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công nghệ phải cho coi cụ thể. Bởi vì thầy đã từng thử, thầy lấy cái miếng của thầy, thầy để dưới cái đầu đại X-quang một tháng, bắn tia dữ dội, một ngày 300 ca, nếu đúng là người mình thì cháy thành than. Nhưng sau đó một tháng họ đo, họ trả lại tôi là bình thường. Thì thầy mới nói, ủa các ông các bà làm sao vậy? Tôi để cái miếng đo phóng xạ này của tôi để ngay dưới đầu đèn X-quang. Nếu mà tính theo cái lượng thì người tôi cháy thành than, tại sao đo bình thường? Các vị có đo hay không thì bảo. À nó bí, dạ tụi em lấy về tụi em bốc ngẫu nhiên. Ủa, cái chuyện sao bốc ngẫu nhiên? Đã lấy tiền của chúng tôi thì phải đo cho đủ để chúng tôi biết. Vậy là coi chừng nhiều nơi họ nhận về mà họ lấy tiền của chúng ta mà họ trả đo hết. Thì cái đó các bác sĩ phải lưu ý ha, biết để phản ánh. Đặc biệt là những bác sĩ nào sau này mà chuyển qua làm DSA cực kỳ phải đòi hỏi. Vậy là chúng ta không quá 50 microsievert trên một năm. Ok, rồi. Nhanh, chúng ta qua một khái niệm nữa, đó là dược chất phóng xạ. Dược chất phóng xạ là gì? Chẳng qua là đồng vị phóng xạ cộng chất đánh dấu trong cơ thể thì gọi là dược chất phóng xạ. Dược chất phóng xạ có thể uống dạng tiêm, dạng khí, vân vân. Ví dụ như chúng ta hay xài FDG18 trong chẩn đoán ở Best City, đó là dạng uống ha. Ok rồi. Còn nói về vai trò hạt nhân thì nó có hai vấn đề, đó là chẩn đoán và điều trị. Thế thành ra là nó tùy theo quan điểm. Ở phía Nam thì y học hạt nhân chúng ta dùng nhiều vào chẩn đoán, thành ra là những cái phần y học hạt nhân thì lại thuộc khoa chẩn đoán hình ảnh. Nhưng phía Bắc thì người ta lại cho rằng y học hạt nhân là điều trị, thì y học hạt nhân lại thuộc khoa ung bướu. Đấy là quan điểm khác nhau của vùng miền. Sau này thầy ghi cho các bác sĩ nghe một số những cái chỉ định ha, một số cái chỉ định về y học hạt nhân, thì những cái này các em đọc thêm cho biết nhé, đọc thêm cho biết. Và ở đây thầy chỉ nói một cái rất thời sự thôi, đó là cái Best City. Thì hiện nay thành phố chúng ta, Hồ Chí Minh chúng ta có hai cái đơn vị mà có máy Best City, đó là Chợ Rẫy và Ung Bướu. 115 đã từng có nhưng không xài vì không mua được FDG18. Bệnh viện Quân y Cộng hòa chế độ cũ, bây giờ gọi là 175, cũng có máy Best City nhưng họ cũng dùng rất ít. Vì muốn xài Best City thì chúng ta phải có một cái lò, tức là gọi là một cái cyclotron để tạo ra các đồng vị phóng xạ, và có đồng vị phóng xạ chúng ta mới có dược chất phóng xạ. Nhưng đáng tiếc là Chợ Rẫy ngày xưa họ độc quyền, họ không bán cái chất này cho 115, 115 không xài được. Quân đội thì lâu lâu họ bán cho một vài liều. Vậy thành ra cái chỉ định của cái Best City rất hạn chế, trong khi máy của chúng ta thì có. Trung bình bây giờ là một cái ca chụp Best City là tới 26 triệu ha, 26 triệu. Thì vấn đề là bảo hiểm thanh toán bao nhiêu thì tôi cũng không để ý lắm. Và hiện nay Best City chủ yếu dùng cái chất mà chúng ta vừa nói, dược chất phóng xạ, đó là FDG18. Vậy Best City là gì? Best City thực ra nó là một cái máy có một cái vòng, đầu tiên là cái vòng gọi là cái găng tree của CT, chụp CT, sau đó một cái gòng kế cận cũng là găng tree để bơm thuốc vào, nó ra hình bed, bed trộn với CT thì gọi là Best City, đơn giản ha. Và tại sao chúng ta hay dùng FDG18? Ở đây tôi nhắc một số khái niệm bác sĩ biết. Tại vì chúng ta nhìn vào cái tên công thức của FDG18 thì chúng ta thấy nó có cái gluco. Mà đặc biệt trong ung thư thì ung thư dùng nhiều
gluco hơn mô thường, nên FDG 18 nó sẽ tập trung vào mô ung thư. Và khi nó ra từng lát của CT pha trộn với đo cái nồng độ của FDG 18 thì người ta có một cái chỉ số là chỉ số SUP, Standard Uptake Value. Vậy SUP là gì? SUP là sự tập trung hoạt độ phóng xạ trong khoảng thời gian đã được bình thường với một liều tiêm. Thì cái FDG 18 trong khối u thường thường nó đo SUP là 2.5. Nếu cái SUP mà chúng ta đo trên 2.5 thường thường ý nói khối u đó là ác tính. Còn nếu SUP mà đo dưới 2.5 thì đó là lành tính. Vậy là khi FDG 18 chúng ta chụp PET CT, chúng ta đo SUP ở cục u đó trong não trên 2.5, mày ác tính, dưới 2.5, mày lành tính. Tuy nhiên ở đây chúng ta có một cái giá trị âm mà thầy có ghi, đó là giá trị âm, tức là SUP dưới 2.5 thường thường xảy ra ở u nhỏ hơn 1 cm. Vậy u nhỏ hơn 1 cm đo SUP dưới 2.5 chưa chắc nó là lành tính. Hoặc ngược lại, SUP dương tính xảy ra ở bệnh nhân viêm phổi do vi khuẩn, do nấm, Aspergillus, Gilead hoặc các u hạt hay lao. Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là khi chúng ta đọc một cái tổn thương lành ác thì chúng ta phải có kỹ năng đọc CT. Rồi sau đó chúng ta biết quan sát trên cái PET CT. Vậy kiến thức chẩn đoán hình ảnh rất là quan trọng. Chứ nếu chỉ đọc thuần túy trên PET CT đó là một thầy lang, ai đọc cũng được. Bởi vì khi mà bệnh nhân bị ung bướu SUP trên 2.5 thì cái hình nó đỏ lòm. Lúc đó một bà y công, một bà y tá cũng biết là ung thư. Nhưng lỡ như tôi đang phản biện, nếu u đó dưới 1.5, dưới 1 cm, hình ảnh nó đâu có đỏ nữa, thì lúc đó chúng ta phải dùng kỹ năng của một bác sĩ thực sự, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Còn sau này thầy nó có giới thiệu tiếp phần sau, đó là cái hiện tượng hủy hạt. Để trong PET CT thì các bác sĩ đọc thêm ha. Tôi đã minh họa rất là rõ hiện tượng hủy hạt ra làm sao, hai neutron nó bay ngược chiều nhau ra làm sao ha, nó tạo năng lượng sao, thì các bác sĩ sẽ đọc thêm ha. Cái đó là rất là sâu, cũng như hình minh họa PET CT là cái gì. Rồi những cái detector, những cái spec sở biết thì nó không có gọi là quan trọng lắm, nhưng bác sĩ rảnh thì nên đọc. Và những phần đó chắc chắn là thầy cũng không tập trung thi, và thầy chỉ tập trung thi những cái gì mà thầy bôi đỏ ha, để nhớ. Cũng như sau này bác sĩ nhìn mấy cái hình không, ví dụ cái hình thầy chụp cuộc sống, bác sĩ thấy không, ở cái đốt L3 L4 L2 thấy nó đỏ lòm, đấy là ung thư, vì FDG 18 gluco nó chạy vào đó, nó đỏ lòm lên, thì mà hai cục thì chứng tỏ là nó đã di căn ở đâu đến. Thành ra nếu mà nhìn một cái hình này thì một bà y công đọc cũng được ung thư, nhưng với điều kiện bà ấy không bị mù màu. Và trong trường hợp đó thì chúng ta đo cái SUP của cuộc sống nó là 15. Hoặc ví dụ ở giữa sau này minh họa cái hình bác sĩ thấy rất rõ. Đó là cái hình bác sĩ chụp cái ca đầu tiên là CT, ca thứ hai là PET, ca thứ ba là PET CT. Thì rõ ràng với một người kiến thức mà tôi đã từng dạy bác sĩ rồi, nhìn một lát cắt ở bên PET CT, chúng ta thừa sức chẩn đoán được ung thư, vì chúng ta thấy những dấu hiệu trực tiếp, những dấu hiệu gián tiếp, đúng không? Thầy dạy rồi. Nhưng mà đáng tiếc nếu cái CT đó không cận toang, chúng ta xác định chắc chắn là có khối choán chỗ trong não, não cũng chỉ dự đoán choán chỗ chỗ nào mà kích thước bao nhiêu không thấy. Nhưng mà qua đến PET thì chúng ta thấy không, hai cái hình đen thui, một cái nằm ở bán cầu não bên phải thùy chán, một cái nằm ở bên trái, nằm ở gần các nhân xám trung ương. Chúng ta biết được hai tổn thương vị trí và kích thước. Mà qua đến PET CT, hai ông này trộn lại với nhau, chúng ta thấy không, hai cục đỏ lòm rất là cụ thể về kích thước
và số lượng ha. Đây chúng ta thừa sức đây chẩn đoán là một cái di căn não, và di căn não chắc chắn đo SUV là rất là cao, và chúng ta sẽ đi tìm lại cái nguồn gọi là nguyên phát của nó nằm ở đâu ha. Ok, và sau này thầy đã nói một loạt các vai trò của BCD chỉ định. Thì qua chuyện này bác sĩ theo trong vấn đề là BCD nó vô cùng có giá trị trong chẩn đoán ung thư. Nó giúp chúng ta chẩn đoán tổn thương nguyên phát, nó giúp chúng ta chẩn đoán tổn thương thứ phát. Thì vậy chúng ta mới thấy rằng là cái hệ ngoại mà tôi hay giảng cho bác sĩ hệ ngoại, các ông các bà là lăng băm, đụng đâu mổ đó mà không hiểu cái gì. Tại vì khi chúng ta muốn mổ một cái ca ung bướu thì ung bướu chúng ta nhớ là chúng ta phải có cái T tumor, cái M cái metasta và cái N cái nốt. Giả sử T1 nó dưới 1 phân thì chúng ta có thể mổ. Dù T4 nó 6-7 phân thì mổ cái gì ạ? Hoặc là M, M là cái di căn thì chúng ta nhớ là cái M0 và M1. Và đã M1 di căn thì mổ cái gì? Cũng như N là chuỗi mạch hạch bạch huyết. Và đã di căn hạch tùm lum thì mở cái gì? Vậy là khi trong một cái để mà chẩn đoán và điều trị ung bướu, ung thư thì PET-CT vô cùng quan trọng. Và đáng tiếc là giá nó còn hơi cao và máy nó hơi đắt, một cái máy cả 3 triệu đô, và cái máy nó phải kèm thêm cái lò gọi là cái lò cyclotron để chế tạo ra đồng vị phóng xạ thì chưa có ở các đơn vị có máy. Vậy là chúng ta còn hạn chế trong cái vấn đề chẩn đoán và điều trị. Thì bây giờ các bác sĩ nhìn hình này, ví dụ hình đầu tiên bác sĩ nhìn bên trên cùng đó là cái CT cửa sổ phổi. Với tôi đọc thì tôi cũng đọc được ung thư đó, những cái tổn thương di căn khoảng hạ phân thủy 6 phổi trái. Ok, nhưng không có PET-CT thì chúng ta không đọc được hai cái sáng sáng mà bác sĩ nhìn qua hình PET-CT, đó là những tổn thương hạch. Ok, vậy thì rõ ràng với cái PET-CT này chúng ta đã tìm thêm tổn thương hạch N, các chuỗi hạch này. Để nghĩ muốn gì? Tức là với cái tổn thương u phổi này chúng ta không thể mà vác dao ra mà mổ được. Còn đương nhiên khi chúng ta biopsy, chúng ta nói là tế bào nhỏ hay không tế bào nhỏ, thì lúc đó hệ ngoại họ mới có một cái tiên lượng chiến lược điều trị. Nhưng mà cũng bệnh nhân đó, chúng ta chụp xuống dưới, chúng ta theo cái vùng hồi manh tràng bên phải thấy một cục sáng sáng. À, rồi. Mày là ung thư. Thì vậy ở đây chúng ta nói rằng khả năng đây là ca ung thư nguyên phát ở đại tràng di căn lên phổi hay phổi di căn xuống. Thế tức là chứng tỏ di căn rồi, mà đã di căn M1, N34 gì đó thì còn gì nữa mà giao với kéo. Vậy khi chúng ta chụp PET-CT nó cho chúng ta biết TNM, nó có ý nghĩa chẩn đoán xác định ung thư, đánh giá giai đoạn ung thư, đánh giá đáp ứng điều trị, lập kế hoạch điều trị, phẫu thuật, hóa trị hay xạ trị, hóa trị xong, xạ trị xong, rồi với phẫu, vân vân. Thì đó là thuộc về bác sĩ lâm sàng. Vậy là chúng ta nói rằng cái ý nghĩa vô cùng lớn của cái y học hạt nhân, mà cụ thể là PET-CT ha. Còn sau này là thầy minh họa hàng loạt các hình thì các bác sĩ thấy rằng độ nhạy, độ đặc hiệu và cái ý nghĩa của nó. Vậy là các bác sĩ đọc lại bài này. Vì Covid chúng ta không gặp nhau trên giảng đường, coi như thầy giảng online qua YouTube ha, qua YouTube. Thì các bác sĩ đọc cho kỹ, lúc nào cứ đọc tới đọc lui. Và thầy sẽ nói thầy Trung đưa thầy cái email của lớp, thầy sẽ chuyển cái bài này vào email của lớp. Và các em mở mail ra coi trên giấy. Thì vậy hôm nay là thầy đang thử làm cái YouTube. Thì các bác sĩ cứ mở theo cái kênh của thầy. Và bấm vào cái nút theo dõi nha. Nút theo dõi. Đăng ký. Đăng ký. Và để từ giờ đến lúc thi thì thầy sẽ post lên rất là nhiều những cái bài. Có thể những bài từ xưa giờ. Từ quá trình học. Cũng như thầy sẽ ôn tập cho các bác sĩ. Ok chưa? Nhớ bấm vào cái mục đăng ký cho tôi. Nha. Rồi thầy sẽ chuyển mail. Rồi chúc mấy bác sĩ là chống dịch an toàn, gia đình mạnh khỏe.
học cho nó sure.